Dạ vâng, Cao Phong xin mến chào các bác và anh em. Cao Phong đang test chất âm mộc trực tiếp mỗi con đẩy này, đi ra loa thôi, chưa qua lọc, chưa qua vang. Nhưng mà chất âm của nó cực kỳ tuyệt vời, đúng là hàng đẩy bãi của Mỹ 4 kênh. DM, dòng 4 số AM4204, 4 volume chiết áp bằng hợp kim, có bi. Các bác nhìn volume của nó này, nhìn cái volume đã đủ biết chất rồi. Đấy, nó không phải bằng nhựa những cái dòng đẩy khác, một cái điểm nhấn này, cực kỳ đẹp luôn, mặt phay sai ba u. Hai tay sách vận chuyển này, hợp kim nhôm, cực kỳ đẹp luôn. Dòng đẩy 4 kênh có cả limited này. Đó, DG AM4204. Một cái nguồn BF to khủng nằm trong một cái hộp bảo quản này. Dòng đẩy bãi của Mỹ thì thường của nó làm bằng sơn sần nhám này các bác này. Sơn sần nhám này, kể cả các bác nhìn những cái đẩy crown nó cũng sơn sần nhám này nhá. Đấy. Quạt gió rất là êm, hai quạt gió to nhưng cực kỳ êm luôn. Dòng đẩy bãi Mỹ và toàn bộ linh kiện của nó linh kiện đắt tiền các bác nhá. Đấy, các bác nhìn cái linh kiện bên vỉ của nó này. Đẹp xuất sắc luôn. Hàng bao zin xịn sò tuyệt đối 100% cho các bác. Đấy. Về chỉ có thổi bụi các bác này, vệ sinh bụi thôi. Chứ không tẩy rửa thì các bác nhá. Không tẩy rửa chứ. Bên em không bao giờ tẩy rửa. Chỉ có vệ sinh sạch sẽ bằng công nghệ là quét, dọn, lau chùi. Đấy, các bác nhìn này. Tất cả linh kiện của nó đẹp xuất sắc. Con này nó chạy 8 quả tụ nhá. Chạy 8 quả tụ các bác nhá. Nguồn to cao nằm trong một cái hộp này. Có tháo ốc ở bên sườn này, nó có 4 con ốc bên sườn này. Nó nhấc cái nắp này ra là bên trong có cái cục nguồn to nằm bên trong này. Toàn bộ con này nó là linh kiện đắt tiền nên tiếng của nó rất hay. Đây em đang test mộc trực tiếp mỗi con đẩy từ máy tính vào con đẩy này và đi ra loa luôn. Các bác nhìn con đẩy nó rất là sang luôn. Nếu như là dòng đẩy của Mỹ các bác để ý nhá, kể cả những con đẩy crown thường thường là đều là sơn sần nhám hết, sơn nhám. Đây, các bác nhìn những cái vỏ nắp này, sơn nhám hết này. Đấy. Vỏ rất là dày, tôn vỏ của nó này. Các bác nhìn cái khung sườn của tôn vỏ của nó rất là dày, nặng. Con này cực kỳ nặng luôn. Em chưa cân nhưng nó nặng. Bề gãy lưng thôi ạ. Vừa bề vận chuyển nhưng mà nó nặng cực kỳ nặng bởi vì nó chất, dòng đẩy nó rất là chất luôn. Anh bác nào có nhu cầu liên hệ với em để sở hữu con đẩy này, một con đẩy này thôi nó cân cả dàn âm thanh các bác luôn. Chơi gia đình con này thì các bác chơi thì cực kỳ mỹ mãn. Với công suất của con này nó dao động tầm 700-800W trên một kênh. Các bác cứ chơi chủ động cân đối, chơi súp, chơi loa full, loa lời tùy ý các bác. 800W trên một kênh, đồng đều nhá. Rất là đẹp. Toàn bộ máy là bao zin hết các bác. Còn nhìn con này các bác chơi thì nó rất là sang. Đấy, em đóng cái nắp em quay xa các bác nhìn con này thì cực kỳ là sang luôn nhá. Đấy, nắp của nó này sơn sần nhám hết. Đấy, côn vỏ nó rất là dày dặn. Đây, đấy. Đấy, nhích vô lưng này. Đó. Các bác nhìn xa của nó này. Nó rất là sang và đẹp nhá. Đấy. Về các bác ghép thêm vang lọc vào. Ở đây em đang test mộc mỗi con này thôi nhưng mà phải nói là chất âm của nó tuyệt vời luôn. Quá đỉnh luôn, quá đẩy, phải nói là hàng siêu hiếm luôn. Công suất là dao động từ 800-800W trên một kênh. Đấy, 4 kênh. Nút chỉnh limited này. Đèn báo này, công tắc bật lên nguồn này. Tiếng nó sạch mà rất là sáng, tiếng rất là hay. Toàn bộ linh kiện của nó là linh kiện cắm hết. Đấy, rất là bền. Chạy ổn định, quạt gió êm, mát, tiếng hay. Các bác có nhu cầu liên hệ với em nhé. Số điện thoại và số Zalo của em là 0772260096. Đây các bác nghe nhé, em đang giảm hết volume về không mà cái quạt gió của nó khá là êm. Bởi vì cái quạt gió nó êm ấy, thì thường thường là các bác chơi gia đình thì nó rất là tiện. Bởi vì là không phải lúc nào các bác mở công suất to lớn được. Em đang test mộc mỗi một con đẩy này này, nhạc máy tính vào đây này. Đấy, em đưa máy tính vào và đi ra loa luôn đây này. Đấy, loa thì em đang mới cắm gài, còn về các bác vặn trên xoáy, các bác vặn đây này, vít chặt nó, chắc chắn vào đây em cắm tạm đi cho nó tiện thôi. Đấy. Đấy, con này là phía sau này, đường vào, 4 đường vào, đường ra loa này, công tắc bật tắt rắc cắm điện nguồn này. Đây các bác nhìn cái sơn sần nhám này, đẩy Mỹ của nó toàn bộ là sơn sần nhám này. Đấy, các bác cứ để ý nhá. Đấy, còn nó không phải là dòng sơn bóng, nó không phải dòng sơn bóng. Con này thì chất âm của nó thì cực kỳ hay luôn, sạch và đẹp, tiếng khỏe, công suất khỏe và tiếng hay, và cái hình thức của nó rất là đẹp, sang, mặt phay. Đấy, bác nào có nhu cầu liên hệ với em và kết nối Zalo với em để sở hữu con đẩy 4 kênh DG AM4204 này. Đẹp xuất sắc luôn, bao zin 100%. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video. Với con đẩy này thì em bán cho các bác là với giá là 8 triệu. 8 triệu rồi, tính ra rất là hợp lý các bác nhá. Tính cực kỳ hợp lý luôn. Bởi vì là con này nó là đẩy 4 kênh mà đẩy Mỹ mà đẹp như này. Bác gần như là bác mua một lãi một luôn.
Bởi vì là bây giờ có mua con đẩy hai kênh bây giờ đẹp đẹp bây giờ nó cũng đã 5-7 triệu rồi. Đấy, món này 4 kênh chơi cực kỳ là tiện và hay và đẹp. Xin cảm ơn các bác và anh em.